lạ quá từ khi tôi có em. Tôi ngày toàn chuyện cãi vã như thói quen. Tôi dám luôn. Mẹ chồng mẹ dâu tính nét thì khác nhau. Vì yêu em nên giờ tôi cũng đã quen. Chuyện nhà lá thế đâu ai lạ gì đâu. Lúc cười lúc giận hờn lúc xét nét nhau. Chỉ người mới ít chuyện gì thì cũng hay. Thì thôi cứ để cho mẹ ra tay. Biết làm thế nào, sống chung một gia đình giờ anh biết phải làm sao. Mẹ chồng xuất sắc, mẹ vợ xuất sắc, anh phải cân nhắc không được thắc mắc. Giờ anh biết đứng về phe nào. Đối với anh một tuần không có chủ nhật, ngày nào cũng tất bật như đầu tuần. Công việc công ty cũng đã quá bận, về nhà gặp đủ chuyện làm cho anh thất thần. Vốn là ngự ngọt giờ anh phải quen đắng, luôn phải giữ bình tĩnh mỗi khi nghe mẹ mắng. Một cái trôi qua anh phải thật cố gắng để gia đình hạnh phúc, anh luôn sai mọi người luôn thắng. Mỗi một câu chuyện là một bài học, đâu ai chỉ cười không một lần khóc. Cảm ơn thăng trầm có mẹ ở cạnh để mỗi khi vấp ngã vẫn thấy gia đình đồng hành. Chuyện nhà là thế lạ gì đâu, lúc cười lúc giận hờn lúc xét nét nhau. Chính người mới ý chuyện gì thì cũng hay, thì thôi cứ để cho mẹ ra tay. Good morning. Chào em. Wow. Trứng này đã có luật ban hành của chính phủ, đừng có giành của chính chủ nghe chưa. Ai thèm. Anh chọc đó, cái này là anh làm cho em. Rút, rút. Cưng quá à. Rút, rút. Ăn đi. Cảm ơn, cảm ơn. Cái gì vậy? Phải là cho anh. Ta đến đây từ vũ trụ. Vũ trụ muốn truyền thông điệp cho con rằng Ngọc Quý à, đã đến lúc viên Ngọc Quý này tỏa sáng rồi. Ngọc Quý biết không? Hãy nhìn vào gương mặt của Ngọc Quý đi. Gương mặt đã bớt nộng hơn ngày xưa. Chính vì vậy lại có hai người đang muốn để ý đến con. Ngọc Quý. Thời con tới rồi Ngọc Quý ơi. Đau nha. Lớn rồi đừng làm mấy trò đó nữa nha. Anh làm mấy trò này với em thôi. Anh định gài bẫy em xíu thôi. Không sập bẫy tôi làm gì mà đánh anh hai mình đau dữ vậy. Thôi đi. Để cho em một buổi sáng bình yên. Em ăn sáng xong còn đi làm nữa. Cái gì vậy? Anh thấy nha. Thấy rồi. Có hai người đang nỉ em. Mà cái đó là linh cảm của anh nha. Từ đó đến giờ anh không có linh cảm. Mà mỗi lần linh cảm là đúng hết nha. Em không quan tâm mấy chuyện đó đâu. Thiệt không vậy? Ý anh là sao? Anh nói được đó. Thì nắm mắt đi. Một trong hai, ai cũng được hết. Làm cho nó lẹ lẹ đi. Chứ lứa tuổi rồi, quá tuổi rồi đó. Em đã nói là không quan tâm. Trời không quan tâm hả em? Ừ. Trời ơi cái mặt của em kìa. Để anh đọc coi có chữ gì nè. I, E, U, yêu. Chữ gì? Yêu. Sửa không? Hả? Sửa hả? Sửa hả? Sửa hả? Sửa hả? Nè. Khi nào má có cực con dâu thì gọi em. Má ơi cho em mới có người yêu đó kìa. Cho ai? Anh nên bỏ cuộc đi. Bởi vì Quý không bao giờ thích một người như anh. Và anh chỉ là người thứ ba thôi. Sao người cái giọng điệu gì? Quen quen vậy ta? Sếp, sếp sao vậy? Chị mệt mỏi quá. Mệt mỏi hả? Để em massage cho sếp nha. Trời ơi An ơi, em làm chị thoải mái lắm luôn á. Thoải mái không? Cảm ơn em nha. Chị massage thôi, đã thích như vậy rồi. Trơ trẽn mà. Nếu mà chị thích á, thì em nguyện cả đời cả kiếp này massage cho chị mỗi ngày luôn. Tốt lắm. Ơ kìa. Tại sao? Ngày hôm nay trên sắc mặt ấy nó in hằn lên cái nỗi buồn bã lo lắng. Rồi hôm nay chị còn ốm nhom ốm nhách nữa. Bộ có chuyện gì xảy ra hả? Nhắc tới là chị tức à. Tại sếp tài hết á. Từ
ngày sếp Tài về công ty á, đi chị quá à. Có bao giờ chị được rảnh tay đâu. Lúc nào cũng công việc đã vậy á, còn đưa công việc khó cho chị nữa. Chị nhức đầu, chị chết. Thôi mà thương nè. Không có được như vậy nữa. Bây giờ nếu mà nhức đầu á, thì đã có em. Làm sao thì chị mỗi ngày rồi. Chỉ có An là hiểu chị thôi à. Chứ làm sao. Thôi nước đục thả câu mà. Thật quá đáng. Chứ chị nghĩ đi, cái tên sếp Tài đó đó, tên Tài mà không có tài cán gì hết, chẳng qua là gia đình bề thế cho nên là mới được làm giám đốc thôi. Chứ thiệt ra xét về mọi thứ thua em hết. Thua hết Dĩ nhiên Thua hết Được rồi, ta sẽ có cách khống chế nhà ngươi. Hết hồn chưa? Trời ơi, hết hồn. Tự nhiên cái tặng bông cho người ta. Có hết hồn. Quý hết. Tặng cho Quý nè. Xấu xí, sến sẩm, sếp mà không có sang. Xấu. Sao mình có linh cảm là sắp có cái điềm gì xảy ra nè. Em yêu, tối nay 7 giờ đi ăn với anh. Tại sao? Bởi vì đó là định mệnh của đời em. Vậy nếu như em không đi? Em có hai quyền lựa chọn. Một là đồng ý, hai là tới đó gặp anh. Em đồng ý. Quý, chị phải nên suy nghĩ lại đi. Tài, tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Trong chuyện này á, chưa chắc ai đã thắng ai đâu. Thưa sếp Tài à. Làm nên tranh vẽ những nỗi buồn chuyện một tình yêu nàng ca sĩ. Dạ, chào sếp. Ủa, sếp hạ giới xuống đây làm chi vậy sếp? Tôi đang định hỏi cậu đó. Trong giờ làm việc mà, đang làm gì vậy? Thì sếp thấy đó, em đang cắm hoa. Mà cắm hoa để làm gì? Đây là căn phòng mà sáng tạo mà. Cho nên tụi em phải cắm hoa để có một cái không khí tràn đầy tình yêu thương. Để mà có gọi là năng lượng mà làm việc. Và đặc biệt, phải cắm hoa hồng. Sếp xuống đây làm chi? Ở gì sếp? Khảo sát môi trường làm việc. Trời ơi, khảo sát môi trường làm việc à. Dạ, nói chung là em cũng thay mặt cho cái phòng của em. Em cảm ơn sếp. Sếp đã quan tâm tới cái phòng làm việc của em. Nhưng mà sếp thấy đó, phòng làm việc của chúng em tuy nhỏ nhưng mà rất là gọn gàng. Mọi thứ ở đây là nề nếp đâu vô đó, rất là chỉnh chu. Một tay em làm không đó sếp. Sếp thấy em chu đáo chưa? Gọn gàng chu đáo hả? Dạ. Cậu tự tin quá vào bản thân của mình rồi đó. Ủa sao vậy? Chỉ có mỗi việc cắm hoa thôi à, mà còn bài lung tung hết. Còn cái phòng kìa, tùm lum tà la hết trơn vậy á. Tại nhiên cái... Trời ơi coi. Trời đất ơi, bàn làm gì? Gì vậy sếp? Trời đất ơi, bụi bặm gì nè. Cái phòng em dơ thì một lát nữa là em dọn dẹp lại. Hôm nay tôi phải trổ tài cho con mở mang tầm mắt. Thế nào là sự tinh tế hoàn mỹ. Đi chỗ khác, qua đây. Trời. Sắp xếp làm gì mà cũng nói là... Sếp ơi, cái bàn làm gì của sếp? Gì vậy? Gì ra coi cái... Là nãy giờ sếp đang dọn dẹp á hả? Chưa thấy tôi làm gì. Ồ, sếp dọn dẹp sạch quá. Mà không được. Nghe. Ê, có cái mùi gì đó nó khó chịu lắm. Con nghe không? Cái gì? À, mùi hoa hồng. Được. Gì vậy? Để tôi. Trời ơi. Ủa, bộ lúc nào là trong người sếp là cũng đem chai nước hoa vậy á hả? Tinh tế khử mùi. Trời ơi, sếp ơi. Nước hoa chứ đâu phải xịt phòng đâu mà sếp xịt cái gì mà nó tùm lum hết trơn vậy? Chỗ khác tôi làm cái gì vậy trời? Sếp. Em xin lỗi sếp, nhưng mà cái mùi nước hoa của sếp, mùi quế đúng không? Nó hơi nồng á. Nồng cái gì nồng?
nước hoa xịn mua từ Ý lần đi công tác đợt trước đó. Trời ơi, mấy cái mùi này là sếp em không có thích đâu. Sếp em á thích mấy cái mùi quê hương thôi. Nè. Mùi gì vậy? Không nè, phải cái mùi này mới thơm nè, sếp ơi. Cái mùi của sếp là không có thơm. Không, mùi này mới thơm. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Sếp. Hai người đang làm gì trong phòng tôi vậy? Xịt nước hoa. Cái mùi thơm, thơm. Cái mùi này thơm quá đúng không? Trời ơi, ai cho hai người xịt nước hoa trong phòng tôi? Ủa? Ờ? Tôi bị viêm mũi dị ứng. Sếp ơi anh thấy chưa? Trời ơi, sếp của em là bị viêm mũi dị ứng mà. Thì anh đem nước hoa vô anh xịt hoài làm chi? Thì tại cậu chứ bộ. Cái mùi quế hôi muốn chết làm gì đó. Đừng có thừa tôi. Sếp ơi. Sếp. Ủa sao đi hết vậy? Nè, ê chờ tôi với. Nhưng cái mùi nó còn nồng lắm. Đừng có sáp lại đây nữa. Sếp, em không ngờ cái mùi đó nó vậy mà làm cho sếp dị ứng tới cỡ này luôn á. Bởi ta nói đâu có phải cái mùi đắt tiền nào á cũng thơm đâu, cũng được nhiều người thích đâu. Đôi khi mà là xài cái mùi dầu gió xanh như em vậy mà tốt ha sếp ha. Bây giờ tôi nghĩ á, hai người tự kiểm điểm bản thân mình bằng cách quay trở lại cái phòng mà mùi hương em nồng sai đó đó ha. Làm việc ở đó giùm tôi đi, để tôi ở đây một mình đi. Cậu ăn, thấy chưa? Thấy lỗi của mình chưa? Rõ ràng tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, cái phòng làm việc á phải đơn giản gọn gàng. Cậu làm gì phức tạp lên vậy? Dầu thơm dầu thiết các thứ làm chi bây giờ phức tạp lên. Đi về, về dọn dẹp nhanh lên lên. Tôi ở đây làm việc với trưởng phòng quý. Nè sếp, đồng ý sếp là sếp của em, nhưng mà sếp nói cái nào đúng thì em nghe, nói sai là em cãi. Cái mùi mà nồng nặc đó đó là cái mùi dầu thơm của sếp. Mà sếp mua ở đâu, bên nước ngoài nước gì đó em không biết. Còn em nhân viên mà, làm sao em có tiền mà xài mấy cái mùi đắt tiền vậy được. Em á là em chung thủy với cái mùi dầu gió xanh không à. No. Tôi đang suy nghĩ cái việc gì đó cho cậu cảm thấy đỡ dư thừa ở đây nè. No. Không có cái chuyện mà đi về. Em là trợ lý của sếp em thì em phải ngồi ở đây hỗ trợ cho sếp của em. No. Hai người không ai đi về hết. Tôi đi được chưa? Sếp ơi, cái phòng nó còn mùi lắm. Quý đang bị dị ứng mà, sao về đó được? Hay là lên thẳng cái phòng của tôi làm việc đi. Cái gì? Đâu có được. Trời ơi, sếp. Sếp hay dạy em á, sếp nói là mình là người lớn mà, mình trưởng thành thì mình phải không được làm phiền tới người khác. Đặc biệt là sếp đây á, là có rất là nhiều việc thì mình càng không được làm phiền. Đúng không sếp? Nói à? Quý quan tâm tới tôi như vậy hả? Đâu có quan tâm gì đâu. Cái đó là người ta biết điều, người ta nghĩ xa thôi. Thôi, bây giờ sếp đi về đi, để em ở đây em hỗ trợ công việc cho sếp của em. Không được, tôi phải ở đây tôi làm việc, tôi hỗ trợ quý. Thôi sếp ơi, đi về nhanh lên đi. Sếp nhiều việc hơn thì sếp phải đi về. Còn không. Em là em ở đây em dọn dẹp nè, bàn làm việc tôi cho sếp dọn của được em vậy. Thôi. Ồ quá. Bây giờ tôi không cần biết ai phiền ai. Bây giờ tôi chỉ cần một cái không gian yên tĩnh để tôi tập trung tôi làm việc thôi, được chưa? Vậy thôi á, bây giờ em là em không có đi đâu hết á. Em sẽ ngồi ở đây, nhưng mà em sẽ không nói chuyện để cho sếp tập trung, sếp làm việc. Nếu em mà mở miệng em nói câu nào em làm con chó luôn. Tôi cũng vậy, tôi không nói nữa. Nó không cũng làm con chó luôn hả sếp? Công việc kệ tôi. Sếp làm em phân tâm. Phân tâm gì là bây giờ đổ thừa tôi nữa hả? Đổ thừa gì? Thôi!
Hai người làm cái gì vậy? Trời đất ơi, tôi đã bị như vậy rồi mà vẫn chưa vừa lòng hay sao? Sao vậy hả? Hồi nãy ai nói, ai nói mở miệng ra thì làm con gì? Anh biết được chuyện gì rồi? Tâm lý này chắc chắn là phải có chuyện gì nên sợ anh biết đúng không? Má ơi! Nè, nè, bữa nay mà anh không nói rõ ràng á, không toàn thay với em đâu. Anh đâu có nói gì đâu. Biết chuyện gì rồi? Chưa biết chuyện gì hết. Nè, anh theo dõi em đúng không? Quý ơi! Gì? Tỉnh lại đi em. Em đâu phải minh tinh màng bạc đâu mà thuê người theo dõi em. Nè, ế là do năng lực của mình quá trời ảo tưởng rồi đó. Anh có biết á, một mình em thôi đã có ít nhất 2-3 cái đuôi theo đuổi không? Ồ, vậy là tự khai rồi nha. Khai rồi nào, em đâu có xác nhận đâu. Ơi thôi, tôi cũng không biết gì hết, tôi chỉ đi nói với má tôi thôi. Tôi đi nói với má. Đi đâu? Anh đi nói với má. Đi đi. Mở cửa giúp anh nhé. Mời. Mời. Ủa cái gì vậy? Nè, căn phòng này không phải là hội chợ. Muốn vô thì vô, muốn ra thì ra. Ơi, đừng lấy thịt đè người nha. Trời sao? Em nói cho anh biết, khôn hồn thì giữ miệng giữ mồm. Má mà biết được chuyện gì á là không xong, không xong với em lắm, đâu. Biết không? Rồi nặng rồi sao? Heo quy, heo quy. Heo quy là gì? Quý heo, quý heo. Quý heo mà. Đó, quý heo nổi nha. Quý heo. Anh An ơi, em có gửi cho anh cái mail rồi đó. Có gì anh kiểm tra giúp em nha. Rồi rồi, anh biết rồi. Chị ơi, em về trước nha chị. Ừ, cố gắng gửi cho chị list công việc của tuần này nha. Dạ. Chào mọi người, em về. Anh An, hết giờ rồi, đi về đi. Đâu có được. Trời ơi, công việc của anh nè, đang đê đê chưa có làm xong nữa mà giờ cái gì. Em về trước đi. Ôi, bữa nay em không có đi xe chứ em có gian về đi, đi mà. Không đi xe hả? Đi xe buýt đi. Xe buýt 2 tầng mới ra đẹp lắm á. Thôi, em đợi anh về em có gian nha. Biết sao không? Sao? Tại vì hôm nay anh cũng không có đi xe. Vậy thôi mình đi xe buýt chung đi. Bích chung hả? Vậy ngồi đợi đi, anh làm tới 9-10 giờ khuya là hai mình về chung. Thôi giờ đó hết xe buýt rồi. Vậy em về trước nha. Trời, thôi về cẩn thận nha em. Bye. Chào chị, em về. Ừ, chào em. Dạ. Hết giờ rồi, tôi đưa cô về. Để em đưa sếp về. Sao chị nghe nói là hôm nay em không đi xe mà? Ai nói bậy bạ vậy? Đi xe hơi an toàn hơn. Đi xe máy á, bụi bặm nguy hiểm lắm. Quên. Hôm nay em đâu đi xe đâu ta. Vậy tao thấy mình đi taxi về. Xong rồi mình ghé vô cái quán mì hến mà mình đi ăn á. Ăn xong rồi về. Nhưng mà hôm nay tôi có hẹn cơm với gia đình rồi. Thôi mà. Alo. À, xe tới rồi. Chờ em 3 phút nha, xuống liền. Vậy cho em quá gian về chung với nha. Cái gì? Nè, anh làm gì vậy? Anh ôm sếp tôi. Cậu làm gì vậy? Thì té đó. Thôi được rồi, tôi không cần ai đỡ tôi hết á. Những chuyện này á, một người phụ nữ độc lập có thể tự làm được. Không nè, sếp. Sếp ơi, sếp. Thiệt tình luôn, làm đặt bàn cái quán mì hến. Giờ sao? Hết giờ làm việc rồi, mình bình đẳng đi.
trước giờ tôi chưa biết nhường ai. Còn em thì trước giờ chưa biết cảm giác thua cuộc là gì. Bởi em đánh đâu á, sưng mặt ở đó đúng không? Ông bà xưa có câu cười người hôm trước là hôm sau người cười. Ngày mai thứ bảy không ai đi làm để cười tôi hết. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Núi này cao thì có núi Himalaya cao hơn, bởi vì nó là nóc nhà thế giới. Nóc nhà có tôi, đừng hòng mà đụng tới. Để coi. Giờ anh biết phải làm sao, mẹ tôi xuất sắc, mẹ vẫn xuất sắc. Anh phải cân nhắc, không được thắc mắc. Giờ anh biết ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Đối với anh một tuần không có chủ nhật. Mẹ nó cũng tất bật như đầu tuần. Nhỏ đâu mà nhỏ. Công việc công ty cũng quá bận. Về nhà có đủ chuyện làm cho anh thất thần. Cô đang ngỡ ngọt, giờ anh phải quen tăng. Cứ giận. Phải giữ bình tĩnh mỗi khi nghe mẹ mắng. Một cái trôi qua, anh phải thật cố gắng để ra hạnh phúc. Em không sai, mọi người luôn thắng. Mỗi một câu chuyện là một bài học. Hay luôn. Đâu anh chỉ cười không một lần khóc. Cảm ơn thằng chồng có mẹ ở cạnh. Để mỗi khi vấp ngã vẫn thấy gia đình đồng hành. Nhà này lạ quá từ khi tôi có em. Suốt ngày toàn chuyện cãi vã như thói quen. Mẹ chồng mẹ dâu tính nét thì khác nhau. Vì yêu em nên giờ tôi cũng đã quen. Chuyện nhà là thế đâu ai lạ gì đâu. Lúc cười lúc giận hờn lúc xét nén nhau. Chính người mới chuyện gì thì cũng hay. Thì thôi cứ đợi cho mẹ ra tay.